Có một cái chuyện gọi là mình phải nói là tôi dùng cái chữ behind the scene đi. Tại vì cái chuyện này nó rất là âm thầm và cộng đồng nhiều khi không biết. Thì trong quá khứ đó, trong cái cuộc tranh cử hồi tháng 10, tháng 11 năm 2010, thì chúng ta biết ông Phát Bùi đã viết một cái bài báo về ông nghị viên Andy Quách. Coi như là không tín nhiệm, cũng nói đi là không tín nhiệm nghị viên Andy Quách qua cái vụ đụng xe cũng như là những cái việc làm của nghị viên Andy Quách. Như là không xứng đáng. Thì chúng theo chữ chỗ chúng tôi được biết, nghị viên Andy Quách và nghị viên Dina Nguyễn đã làm việc rất là gần gũi nhau trong những cái cuộc gây quỹ cho diễn hành Tết trong 3 năm vừa qua, 3 lần liên tiếp. Thì có thể đó là một cái điều cũng thể là ảnh hưởng cho tới quyết định của nghị viên Dina Nguyễn. Nhưng với cá nhân của chúng tôi đó, thì chúng tôi biết là ông Phát Bùi là nằm trong cái tổ chức gọi là Vietnamese American Business Association của thành phố Garango, của do nhóm các thương gia Việt Nam lập lên. Và sau này ông Phát Bùi rút ra khỏi cái tổ chức đó, mà cái tổ chức đó là ủng hộ ông Trần Thái Văn. Thì có thể đó là một cái sự là quyết định của Dina Nguyễn, có thể là vì cái sự rút ra của ông Bùi Phát hay không? Thì theo như cái khía cạnh này cũng rất là interesting, để mình nói lướt qua một tí. Thứ nhất là về nghị viên Andy Quách, thì như chú Hùng nói rất chính xác, tức là đã từng hợp tác làm việc với Dina Nguyễn, tuy rằng ở bên Grand Group nhưng có giúp gây quỹ cho Tết Parade v.v. thì phải làm việc với nghị viên bên đó là Andy Quách. Thì nhưng trong cái trường hợp này đó, thì ông Andy Quách không có quyết định gì hết, không có lá phiếu mà cũng không bảo Dina vote hay không vote cho Phát Bùi. Cái đó là mình có thể làm chứng cho điều đó, bởi vì mình không nghe Andy Quách nói điều đó. Và Andy Quách có nói câu này, tức là chuyện thành phố tôi lo, chuyện thành phố cô lo, tôi không bảo cô phải làm thế này thế kia, và cô cũng đừng bảo tôi làm thế này thế nọ thành phố tôi. Cái đó thì mình có nghe. Thành ra đó, mình nghĩ cái này lôi ông Andy Quách vào cũng hơi tội nghiệp. Tại vì thật sự ông đứng bên ngoài cái sự việc, nhưng mà báo hình như có báo đăng rằng ông có đã lây dính vào trong việc này. Vì đó tội nghiệp cho Andy, Andy không có ăn nhậu vì trong cái việc này. Câu hỏi thứ hai là trong cái lá thư của ông Gary Tang đó. Ông Gary Tang viết đây là một lá thư dài nhất trong số 3 người ngày hôm nay. Thì trong đây ông Gary Tang có nói như thế này: ông là một người đã từng ủng hộ rất nhiều các ứng cử viên trong quá khứ của các thành phố, và ông là người đứng ra để mời nghị viên Dina Nguyễn đi ăn trong buổi tối này. Và khi mà nhận lời thì nghị viên Dina Nguyễn có nói rằng là yêu cầu mời thêm nghị viên Andy Quách. Thì trong cái buổi ăn này đó, thì ông Gary Tang nói một câu giống như anh Đỗ Vinh nói, là một cái nhà hàng quá ồn ào và có những tiếng nghe không có được, tiếng mất tiếng còn. Tuy nhiên rằng á, ông xác nhận một điều là vì cái bài báo của tờ Người Việt, đây là nguyên nhân xảy ra câu chuyện. Ông nói rằng tờ báo là nghĩa là lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng Việt Nam đã làm cho ông Phát Bùi. Thì anh nghĩ rằng cái điều này có thể là cái điều đúng hay không? Nếu mà báo nào có đăng nguyên văn cái thơ này tôi thấy cũng rất là hay trong tiếng Anh hoặc tiếng Việt, bởi vì đây ông nói rất rõ, giống như mình nãy giờ trình bày với ông đi này, những người nào hiểu tiếng Anh hoặc là mình cũng sẽ dịch lại phần nào, là ông đi đây là unfortunately nè, the restaurant was very noisy, ồn ào nè, after exchanging pleasantry, có nghĩa là chào thăm nhau, not much was discussed about the upcoming. I sat between Andy Quách and Phát Bùi directly across the table from Dina Nguyễn. Phát Bùi man was present and exchange of words was limited. Tức là có nói, có qua lại, có trao đổi giống như Đỗ Vinh nói đó. Nhưng mà Đỗ Vinh ngồi không nghe thì làm sao ông Gary Tang cũng nghe được. I and other business at the table did not hear Mr. Bùi said what Dina accused him of. Ông không nghe thôi chứ không có nghĩa là Phát Bùi không nói. Rồi thì sau cùng ở đây đó, ông bảo rằng vì cái tờ báo Daily Paper đăng thì ông có áp, nhưng mà Đỗ Vinh có một cái khía cạnh này nó khác một chút xíu. Thường thường á, những người mà họ ủng hộ tài chính họ ít nhiều gì có những cái expectation. Đúng rồi. Họ có những cái gọi là họ assume, có những cái sự qua lại. Chẳng hạn tôi donate cho anh kỳ này, anh đắc cử thì kỳ nọ, cái khi tôi nhờ anh á, anh phải nghe chứ. Nhưng mà đó, cái nó phải giới hạn trong cái phần nào, chứ nghe không có nghĩa là anh bắt tôi gặt, tôi không làm tôi gặt cha hết. Một dân cử họ phải bỏ phiếu theo lương tâm của họ, và họ phải accountable cho tất cả những cử tri và những người bỏ phiếu cho họ, Mỹ cũng như Việt. Thành ra nếu vì một cái áp lực hay là cái sự ủng hộ của ông Gary Tang mà Dina đã bỏ phiếu cho Phát Bùi đó, thì cái đó mới là scandal.
cái scandal đó nó còn dữ dội nữa. Nãy giờ đó mình cũng nói dùng cái bài báo người Việt cũng nhiều, cho nên là tôi muốn đọc cái câu đó một cách chính xác để cho nó rõ ràng. Thì trong cái bài báo, trong báo Người Việt của ông Linh Nguyễn thì nói như thế này. Nghị viên này nói, tôi phản đối bổ nhiệm ông vì ông nói tôi phải ủng hộ ông. Nếu không, sẽ không tốt trong cái nhìn của cộng đồng Việt Nam. Đối với tôi, khi nói như vậy là ông coi thường cộng đồng Việt Nam. Đó là cái câu chính xác từ trong báo Người Việt. Tôi muốn hỏi tiếp về cái ý kiến anh Vinh vừa mới đưa ra là những cái người đại gia ủng hộ tài chính cho các vị dân cử, nhưng theo cái phản ứng của anh trong ngày hôm đó có vẻ đi làm bất lòng với ông đại gia này, nếu tôi hiểu ông lầm. Tại vì anh đã không chấp nhận đến để mà giải quyết hay là nói chuyện một cách sâu xa, đi tới một cái giải pháp nào đó để có thể ông Linh, ông Pháp trở thành nghị viên. Anh nghĩ là cái việc mà làm ngược lại của anh như vậy nó có ảnh hưởng đến vấn đề chính trị hoặc là vấn đề tài chính của Dina trong tương lai hay của anh trong tương lai không? Tôi nghĩ có chứ. Thật ra anh Trường nhìn ra cái vấn đề đó rất tinh vi. Lẽ ra tôi không có đào sâu vào cái đề tài đó, nhưng mà nó là một cái mặt trái của chính trị. Nó có những cái sự có thể nói là trao đổi chứ, qua lại chứ. Tức là cái người họ cho mình cái phiếu hay là cho mình cái tiền để mình đi kiếm phiếu, thì họ có những cái expectation chứ phải không? Tùy cái số tiền họ cho ít hay nhiều, cái người đó họ thành tâm hay là họ lobby. Cái chuyện lobby ở nước Mỹ này là cái chuyện bình thường. Dùng cái đồng tiền để lobby cử tri để có ảnh hưởng trên dân cử là cái chuyện bình thường, cái sinh hoạt chính trị. Và nếu cái người dân cử đó không làm đúng theo ý của các gọi là đại gia hay những người ủng hộ mình, dĩ nhiên họ có thể kỳ tới họ ủng hộ nữa chứ. Thành ra nó có thể không chỉ họ không ủng hộ nữa, nó còn cái những cái retaliation nữa, những cái chuyện trả đũa nhau nữa. Thành ra đối với anh thấy cái này nó gần gần như là có cái sự trả đũa nữa. Vì cái đó cho nên đúng ra cái đó đó mới làm cho Đỗ Vinh muốn lên báo chí để nói chuyện. Và bằng chứng là ba cái lá thư mà ông Phát Bùi mang tới xem như bằng chứng là phủ nhận những lời nghị viên Đi Năng Nguyễn, tức là phu nhân của ông nói điều đó, khiến cho ông cảm thấy có một cái một áp lực nào đó hoặc là một sự xúc phạm nào đó chăng? Dĩ nhiên chứ, mình thấy khó chịu chứ, mình thấy những có những bức xúc chứ. Chẳng hạn như ở trong này đó, ông Phát Bùi ông ghi rõ là ông appreciate cái chuyện mà Đỗ Vinh contact ổng hôm qua và nói ông đừng nói chuyện với báo chí. Cái Đỗ Vinh đã nói rồi, Đỗ Vinh không có bảo ông đừng nói chuyện với báo chí. Nhưng Đỗ Vinh nói rằng đàn ông với nhau anh có gì anh gọi tôi nói chuyện. Tại vì sao? Trước khi anh đưa ra những cái lá thư này đó, I would appreciate you let me see it. Tại tôi có mặt không đó mà. Mà tôi không biết cái ông gì đây, Patrick Bành này là ông nào nữa, thưa quý vị. Vinh Phát sang chủ nhân. Tôi chưa bao giờ gặp mặt ông đó, chưa bao giờ nói chuyện với ông đó, chưa bao giờ biết ông có mặt tại cái hôm đó nữa. Tôi không biết ông là ai luôn. Rồi cái ông Bill này, ông Bill Nguyễn. Tên này, Bill Nguyễn này là ai? Tôi chưa hề gặp ông Bill Nguyễn, ngồi ngày hôm đó tôi chả biết cái mặt ông như thế nào nữa. Thế thì ông phát biểu như thế này. Nếu mà ông Phát Bùi, ông ngon lành, ông là một cái người đàn ông đứng đắn đó, anh Vinh, anh coi cái này nè. Thấy không? Người ta lên án cái việc tôi lên án cái việc nghị viên Nina Nguyễn nói điều này. Và những người này họ đây nè, họ đưa ra những lời phát biểu anh có ý kiến nhau. Còn cái này anh tung lên báo chí, tôi cũng được cơ hội kiểm chứng nữa. Nếu nhà báo không approach tôi thì tôi cũng không có cơ hội để mà đối chất nữa. Và có những lúc tôi không cần đối chất, tôi trả lời thẳng, tôi xin lỗi, tôi không cho phỏng vấn, tôi không cần đối chất. Nhưng có lúc như trường hợp này có khá quan trọng chứ. Thì anh accusation đàng hoàng, anh nói một lời qua tiếng lại như vậy. Anh mời tôi tới, tôi đâu có biết tối hôm đó có ông Patrick Bành đâu. Tôi có đâu có đi gặp Patrick Bành, tôi có đâu có đi gặp Bill Nguyễn đâu. Mà vợ chồng tôi không hề biết những người đó có mặt. Thành ra như vậy là mình bị giống như là lọt vô cái ambush vậy đó. Thế anh có nghĩ rằng là tại vì ông Phát Bùi biết rằng là trong các cái cuộc nói của họp của thành phố đều có video và để trên website ngày này tháng nọ, thì anh Phát Bùi cố tình tới. Thứ nhất là như lúc nãy cho như lúc đầu tôi nói là nếu mà ông chỉ nói về nghị viên Đinh Năng Nguyễn thì còn có thể chấp nhận, nhưng mà lại còn mang cái chuyện cá nhân của anh không phải là cái người ở trong cái hội đồng thành phố đó. Thì thành ra anh cứ nghĩ rằng là ông Phát Bùi cố tình làm cái chuyện này để nó đi vào cái hồ sơ thành phố để có ảnh hưởng cho nghị viên Đinh Năng Nguyễn trong tương lai.
nếu ông có làm như vậy thì cũng là một cái phương tiện thôi, mình cũng không trách được, với politics mà, chính trị mà, giống như Đỗ Vinh bây giờ lên record nè, trên báo chí, là cũng để có cái hồ sơ record tương lai Đỗ Vinh run hay là những người khác run, họ để lên, họ nói chứ, thành ra tất cả là on the record, thà như vậy. Còn cái chuyện mà đằng sau lưng hậu trường, rồi ai nói cái gì qua lại, nếu tôi có nhắn message, anh có quyền đưa báo chí nghe rõ ràng, cái thông văn mà. Hoặc tôi còn nói, tôi còn có những cái text message với ông Phát, tôi còn giữ đấy mà. Ông cũng muốn gặp tôi, rồi ông cũng lobby tôi, ông có gọi tôi, ông có nói chuyện với tôi, ông cũng nói là chỗ đó là cái chỗ nên có người Việt Nam chứ. Đó, thế là ông cũng lobby đâu bên vậy. Người ta biết rằng cái cuộc tranh cử nghị viên thành phố rất tốn kém và nó tốn nhiều công sức để mà có thể lấy được đa phiếu người dân một cách chính thức. Nhưng cái sự kiện ông Andrew Đỗ từ nhiệm một cách bất ngờ khiến cho nhiều đại gia, mà chúng tôi nói là đại gia người gốc Việt đó, có cái tham vọng đẩy những cái con gà của họ vô trong hội đồng thành phố. Mà cộng cái chuyện là mời đi tới quán nhậu ăn uống, mời nghị viên đương nhiệm và phu quân của ông ta, trong đó có ông đi quát đi kèm, để gọi là lobby trước, dẫn tới cái việc hiện nay bị nghị viên Dina Nguyệt tố cáo trước công luận, dẫn tới ba lá thư này. Anh có nghĩ là ông Phát Bùi là gà của ba cái vị đại gia này, và cái mục đích của họ nghĩ như thế nào trong cái chuyện mà đưa ông Phát Bùi vào trong một thành phố đấy? Vâng, một lần nữa cái câu hỏi em thì rất là tế nhị. Tôi thì không dám gọi bằng gà hết. Tuy nhiên, trong chính trị thì nó có đồng minh chứ, nó có những người mình ủng hộ, mình có thể nói phe phái chứ, làm sao khỏi. Và có cái vấn đề vận động lobby, thì chúng tôi nghĩ rằng ông Phát Bùi cũng có khả năng để trở thành nghị viên thành phố, chứ không phải là không. Nhưng mà trong kỳ này ông không được bổ nhiệm mà thôi, mà không phải riêng bởi cái lá phiếu của Dina. Và tương lai nếu ông muốn ra nghị viên, welcome đi full application để ứng cử như mọi người. Luật sư Andrew Đỗ đã tốn trên 100.000 đồng để vào cái chức vụ đó. Nghị viên Dina Nguyễn run 2 lần, cộng lại cũng cả 100.000 đồng trong những cái vận động chính trị của cô ta. Và ra run supervisor cũng tốn kém rất nhiều. Thành ra không thể nói mà Trà Dư Tửu Hậu bàn bạc với nhau mua bán cái vấn đề mua quyền bán chức là không có ở nước Mỹ này. Thành ra cái điều đó nó distasteful, có thể nói là nó không đúng, và chúng tôi không chấp nhận cái sinh hoạt như vậy. Còn cái việc các ông muốn lobby ai, cứ công khai đi, ủng hộ người nào ra mặt đi, đưa họ ra tranh cử, họ đắc cử dân họ sẽ nghe theo. Còn không đắc cử thì bảo rằng phải manipulate cái tình hình để có được chức vụ, thì tôi nghĩ rằng cử tri họ không đồng ý với chuyện đó. Một cách thành thật, anh có thể cho biết cái hành động mà anh từ chối ông Galitang cũng như ông Phát Bùi vào cái bữa tiệc hôm đó. Đây là một cái hành động thiếu khôn ngoan trong chính trị khi anh đi ngược lại quyền lợi. Anh thành thật cho nó vì lý do gì? Vì lý do cá nhân hay là vì cái cộng đồng hay thế nào? Thưa quý vị, ở đây thì nhà báo ở đây quý vị cũng thân quen Đỗ Vinh chứ không phải không biết. Đỗ Vinh rất trực tính, rất là thẳng thừng và không có chấp nhận một cái áp lực nào hết. Anh em chúng ta trong làng báo đi ra, bây giờ có người lì xì ông Phương Hùng sẵn sàng lấy ngay, nhưng mà bảo ông bẻ công ngồi bút á, viết theo ý họ đó để lấy tiền á, thì cái đó khó thật sự mà nói. Cái đó là cái máu tiết của mình từ trong cái làng báo ra rồi. Bây giờ anh muốn đăng quảng cáo, tôi anh đăng quảng cáo rồi, nhưng mà anh bảo tôi đăng quảng cáo để tôi viết như thế này thì cái đó chưa hẳn. Bởi vì tôi là cái diễn đàn, tôi phản ánh sự thật. Còn anh lobby tôi nói, nè, cầm mấy ngàn đồng viết cho tôi như thế, chứ chắc không làm được đó. Thì Đỗ Vinh cũng từ trong cái gốc đó mà ra. Thì làm chính trị cũng phải giữ cái gốc đó. Bây giờ làm chính trị người ta nói, bây giờ tôi lobby cho anh 5 ngàn, 10 ngàn. Anh cầm phương tiện để anh tranh cử, anh phải lấy chứ. Nhưng mà anh lấy tiền không phải để người ta sai bảo anh. Anh lấy tiền để anh ứng cử có chức vụ phục vụ dân và đa số và cái quyền lợi của dân trên hết. Chứ không phải cái quyền lợi của các đại gia, cái special interest được. Như vậy thì cái vấn đề mà, xin lỗi, ông Phát Bùi theo anh á, là cái việc này nó là một chuyện nhỏ có thể giải quyết được bằng cách là nói chuyện với nhau, giống như anh đã gọi và trao đổi. Và cho tới giờ phút này nó đi lên cái mức mà nó đã gọi là đưa lớn ra và có sự nhúng tay của các đại gia sau lưng nữa, một cách công khai. Cái đó tự nhiên. Anh nghĩ là cái sự chuyện nó sẽ đi như thế nào? Tôi nghĩ khi tất cả những cái khỏa mù này nó giải tỏa được rồi đó,
thì người ta sẽ nhìn ra, thứ nhất á, đây là cái sinh hoạt bình thường trong vấn đề chính trị, nó có những cái lắc léo, nó có những cái behind the scene, nó có những cái mà không phô trương ra. Rồi báo chí cũng vậy, chỉ phản ánh một phần nào thôi, chứ không thể hoàn toàn biết hết mọi chuyện được, hay phát tán mọi chuyện được. Cái thời gian, cái thời lượng vì có giới hạn thôi. Thì cái câu chuyện nó là như thế này, để cho những người theo dõi báo chí hay coi truyền thông biết thêm một chút xíu về cái sinh hoạt cộng đồng, về chính trị ở đây, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta cần phải cùng nhau tích cực đóng góp cho cái sinh hoạt để cho càng ngày nó càng lành mạnh hơn. Và bên ngoài họ nhìn chúng ta là một cộng đồng trưởng thành, có những cái sinh hoạt đàng hoàng, đứng đắn, không có cái gì là bất thường hết.